Thông tin trái chiều về tiền đạo Văn Toàn rời Hàn Quốc, ký hợp đồng với Nam Định. Thông tin từ câu lạc bộ Nam Định vào ngày 6 tháng 8 cho biết, đội bóng sẽ có nhân sự đặc biệt, chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ Nam Định cho biết, chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024, đội Nam Định đã lên kế hoạch về nhân sự. Theo đó, ban lãnh đạo đã thống nhất với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt về việc sẽ đôn nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18-20 đang được huấn luyện từ lò đào tạo bóng đá Thành Nam lên đội 1 để sàng lọc, chọn ra những gương mặt ưu tú nhất tham dự mùa giải 2023-2024. Đội bóng Thành Nam muốn gia tăng tính địa phương, màu cờ sắc áo. Bên cạnh đó, để gia tăng sức mạnh cho hàng công, ban huấn luyện đã đề xuất với lãnh đạo đội bóng về việc chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Và đến lúc này, câu lạc bộ Nam Định đã đạt được thỏa thuận để tiến tới ký hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cũng theo thông tin từ đội Nam Định, dự kiến khoảng 7-10 ngày nữa, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ trở về Việt Nam và gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo đội bóng Thành Nam để thống nhất một số điều khoản hợp đồng trước khi đi đến ký kết. Kết thúc mùa giải V-League 2022, Văn Toàn và Hoàng Anh Gia Lai hết hạn hợp đồng. Dù nhiều câu lạc bộ trong nước muốn chiêu mộ anh, nhưng Văn Toàn đã quyết định táo bạo ra nước ngoài thi đấu. Anh đầu quân cho đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì Hàn Quốc Seoul Eleven. Tuy nhiên vào cuối giờ chiều nay ngày 6 tháng 8, trên trang cá nhân, người đại diện của Văn Toàn lại khẳng định thông tin Toàn về đội Nam Định không đúng. Hoàn toàn không có chuyện Toàn về Việt Nam ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào. Hiện Toàn cố gắng hết sức vượt qua chấn thương, tập luyện lấy lại thể lực để sớm trở lại sớm nhất có thể.